trong chưa đến 2 giây, cước 5G đắt hay rẻ. Hôm qua, tại sự kiện thực hiện cuộc gọi 5G đầu tiên tại Việt Nam, Viettel đã trình diễn khả năng kết nối của mạng 5G của mình. Cụ thể, tốc độ kết nối mạng di động 5G của Viettel với thiết bị đầu cuối là điện thoại GALAXIS 105G của Samsung đã đạt từ 1,5-1,7 Gbps, vượt xa tốc độ giới hạn lý thuyết của mạng 4G LTE, tương đương với tốc độ của các quang thương mại. Tốc độ này cho phép người dùng tải một bộ phim 2GB trong chưa đầy 2 giây. Viettel cho biết với tốc độ của mạng 5G này, kế hoạch phát triển 5G, Viettel là trong năm 2020 và năm 2021 sẽ tập trung phủ sóng tại nơi có lưu lượng cao, có thể là siêu thị, khu công nghiệp, ký túc xá, đại học, khu du lịch và cả những nơi không triển khai cáp quang được. Khi đó, mạng 5G sẽ là công nghệ thay thế rất lý tưởng vì tốc độ cao tương đương với cáp quang và không bị khó khăn trong việc lắp đặt. Nói về chiến lược cung cấp dịch vụ Viettel mong các công ty phát triển ứng dụng dành cho 5G để tạo ra hệ sinh thái nhiều bên tham gia. Ông Thắng nhấn mạnh, không giống như từ 2G lên 3G lên 4G mà nó là một cuộc cách mạng hoàn toàn. 5G không chỉ đáp ứng cho các dịch vụ viễn thông mà còn cho các lĩnh vực khác, các ngành công nghiệp khác. Chính vì vậy cách triển khai của Viettel cũng khác và sẽ bám theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT và TT Nguyễn Mạnh Hùng. Chia sẻ với báo giới về mức giá cước của 5G trong thời gian tới, ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Viettel. Cho hay Việt Tên cũng đã rất chăn trở và trao đổi với nhau rất nhiều về phương án định giá cước, hiện tại nhà mạng này đang đưa ra nhiều phương án để lựa chọn. Ông Thắng cũng để ngỏ khả năng tính giá cước 5G theo dịch vụ như các nước phương Tây. Các nước phương Tây tính cước 5G theo dịch vụ, không tính theo dữ liệu, data, chẳng hạn xem một bộ phim này hết bao tiền, hoặc tính theo trải nghiệm khách hàng, dùng Internet không tính theo byte hay bit. Có thể thấy. Giá cước dịch vụ 5G ở Việt Nam vẫn chưa được thống nhất ở thời điểm hiện tại vì còn quá mới và đang ở giai đoạn thử nghiệm. Theo tìm hiểu của dân trí, một số nhà mạng ở các nước Mỹ và Hàn Quy UOC đã công bố mức giá cước 5G. Theo đó, mức giá cước hàng tháng cho gói dữ liệu 8GB là 50 đô la Mỹ và mức 300GB trên tháng là 100 USD. Phôi Linh